Quên quên, em mới nhận được một chiếc xe. Dân Thanh Hóa hả? Dạ. Mấy dân này lần sau nó né ra đừng nhận nha. Dạ dạ. Hôm nay á, bên mình nhận dọn xe cho một anh khách đến từ Thanh Hóa. Sẵn đây á, thì mình chia sẻ góc nhìn của mình về cái vấn đề phân biệt vùng miền, những cái định kiến của người trong Nam với người Thanh Hóa ha. Mình thấy ở trong Nam thì từ lâu hình thành nên cái góc nhìn không đẹp về dân Thanh Hóa. Người ta vẫn hay nói là gì, tính của dân Thanh Hóa là ranh ma nè, lương lẹo nè, ra đường nhìn thấy biển số 36 là auto phải đề phòng, rồi nào là dân Thanh Hóa nghe cái giọng là thấy không ưa rồi. Mình không biết người ta làm sao, chứ riêng mình thì mình thấy dân ở đâu cũng có deep có đáp thôi anh em. Bản thân mình á, có đối tác là anh em người miền Bắc, khách hàng của mình thì người miền Bắc rất là nhiều. Mình á là dân Cà Mau mà nói thiệt nha, nhiều ông cùng quê mà chơi không có vô nổi luôn á. Còn cái anh khách Thanh Hóa này phải nói là chơi cực kỳ nét luôn nha anh em. Cái anh này á, ảnh chỉ coi mình trên mạng thôi, xong rồi ảnh liên hệ dọn chiếc AB. Khi mà thống nhất giá cả, ảnh chuyển tiền mình cái group luôn. Rồi chưa kể á, là chiếc AB mình chưa có làm xong nữa, ảnh nhắn tin ảnh hỏi tiếp và dọn SH và radio. Vừa hỏi xong anh chuyển tiền luôn. Mình cũng có nói là anh để từ từ em giao cái AB anh xem coi có ok không, rồi hẳn dọn tiếp hai chiếc kia sau cũng được. Nhưng mà anh nói anh tin tưởng mình tuyệt đối, nên là anh hỏi báo giá xong là anh chuyển luôn á. Mình cũng không biết nói làm sao. Cảm ơn anh rất là nhiều. Lại với cái xe này á, thì xuất hiện một số vấn đề như sau. Một á, là cái đầu đèn này trước là có sửa gì đó rồi nên bị đục bốn lỗ dưới, dẫn đến tình trạng là nó sẽ bị lòn nước khi mà mình rửa xe. Hai á, là do ốp kim loại vô lốc máy á, dẫn đến tình trạng lâu ngày nước mưa này cái tích chưa đóng bên trong nó làm ăn mòn hết cái lớp sơn, thậm chí là ăn mòn luôn tới cái lớp kim loại rồi, cho nên mình phải tẩy và làm nền rất là kỹ thì mới phục hồi lại được cái hiện trạng ban đầu. Con xe AB mà mình chưa sơn nữa, anh chủ anh chuyển khoản luôn tiền sơn SH với radio trước luôn á anh em. Bữa mình quay á, bây giờ mình sơn xong rồi là mình phối xanh candy và đen bóng theo cái hình mà anh gửi đó. Rồi xe này á là sơn full dàn áo, dàn chân thì đen bóng, lò xo phục sau đen bóng nè, lốc đen bóng nè, mâm là đen bóng nè, phục trước đen bóng luôn, sơn lại heo, sơn bô. Xe trước có ốp mấy cái ốp inox á, cái lốc nó kinh khủng lắm anh em, mình có quay cho anh em coi á. Tháo hết mấy cái ốp trên xe bỏ, thay bao tay nè, thay gù, thay cái ta thắng 3 tháng sau, thay một cái mica mặt đồng hồ, thay cái chân chống giữa nữa, chân chống giữa mình tháo không ra mình cắt bỏ rồi, xi ốc. Rồi, tổng thiệt hại của xe này là 50 qua 20 ngàn. Đó, thì xe này á, khi mà mình làm nó có một cái vấn đề vậy. Cái phần đầu đèn á là mình rửa để mình đánh bát lại cho nó mới. Thì ở dưới cái phần đầu đèn ảnh có đục bốn cái lỗ, thì mình rửa nó bị vô nước, bây giờ nó bị ố. Này chắc là mình phơi nắng rồi, mình tấy nó cũng không hết, này chắc là đậu dựng chống đứng lên mình nổ mở đèn lên cho nó hết. Đó, thì cái phần đầu đèn là nó bị như vậy. Giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Nếu mà anh em thấy hay á thì cho mình xin một cái tương tác ở bình luận và một đăng ký kênh nha.